Là một ly dừa thốt nốt riêng với mình nha. Đây, một đặc sản ở quê ai chứ không phải quê tôi. Thật tình với mọi người, đây là lần thứ hai mình ăn nha. Lần đầu tôi mua hàng rong, quý vị ơi, trời đất ơi, cái cảm giác nó hơi bị tệ luôn á. Tại chắc người ta để lâu quá hay sao nó bị thiêu mọi người. Mà tính tôi thì cũng hiền lành dữ lắm, tôi đâu không ăn vốn gì đâu. Không phải đâu, không phải tốt lành đâu, chẳng qua là chàm sớm láng giềng nên tôi không ăn vốn thôi. Đây là lần thứ hai và mình mua cái này là một bịch với giá là 1kg 80 cành nha mọi người. Tính ra tính lại thì cái này nó lợi hơn cái kia nhiều lắm á. Hôm bữa mình thấy chị kia rim thúc nốt quá, rất là ngon luôn, nên hôm nay mình quyết định mình làm thử xem ăn nó ra sao ha. Cái này là vô tình hên hên mới mua được chứ chỗ mình nó là ít ai bán này lắm. Các bạn gọt vỏ xong thì rửa sạch, sau đó các bạn có thể cắt như thế này ha. Trái nào non non á thì mình cắt dày một chút, còn mấy em nào mà dài dài thì mình cắt mỏng một chút nha. Nói chung mình thấy á, cái thịt của nó khá là dày luôn và nó cảm giác là nó hơi dai dai á mọi người. Nó dày hơn dừa nước rất nhiều luôn á. Tôi là tôi thích dừa nước rồi nhưng mà cái này nó dày hơn dừa nước. Ở đây thì thường người ta sẽ ướp với đường thốt nốt luôn nhưng mình không có đường thốt nốt nên mình sẽ ướp với đường vàng. Các bạn có đường thốt nốt á thì ướp nó sẽ ngon hơn nha. Mình ướp cho đến khi nào á cái đường thốt nốt này của mình nó chảy ra thành nước như thế này thì mình sẽ bắt lên chảo và mình sên. Ở lúc đầu á thì mình sẽ bắt lửa thật là to nha cả nhà, cho cái nước đường nó mau cạn lại xíu. Ở đây thì mình dùng 1kg thốt nốt với 300g đường nha cả nhà. Mình sẽ nấu một hồi và nước đường của mình nó sẽ cạn lại như thế này. Đến khi nào mà các bạn thấy cái phần nước đường này nó sệt ơi là sệt, sệt theo mong muốn của mọi người thì chúng ta sẽ tắt bếp. Ở đây thì mình sẽ cho rau hũ. Thật sự tôi bà dễ với mấy bà gia hũ với ơ vậy thôi, chứ hồi hết giáo à. Trời ơi, mất công giữ cái hũ nghe. Đừng ai dạy giống như tôi. Thì mình sẽ cho rau hũ ha. Mình thấy người ta ăn cái món này kèm với sữa tươi. Còn mình á, tại mập quá rồi mọi người, mập quá rồi nên tôi quyết định là tôi sẽ uống với nước dừa nha mọi người. Tôi thấy nước dừa thì nó thanh đạm hơn rất nhiều. Và còn nắng nóng như thế này á thì uống như đá là hợp lý rồi, chứ còn bàn cãi gì nữa. Chỉ cần cho đá, cho nước dừa ở cái đoạn này thì thay sữa tươi nếu bà nào thích nha. Rồi mình cho thốt nốt lên trên mặt như thế này là ăn thôi, còn ai ngựa hơn thì có thể cho thêm mè hoặc là đậu phộng nha. Nói thiệt với mọi người á là cái này mình sên với đường vàng nhưng mà cái nước của thốt nốt nó ra mọi người nó vẫn thơm, cái mùi thốt nốt ơi là thơm luôn. Còn nếu mà các bạn dùng đúng luôn cái đường thốt nốt á thì ôi trời ơi chắc nó ngon dữ lắm á mọi người ơi. Rồi để kể cho nghe, đang làm TikToker thì bỗng nhiên trời mưa và đó nhiều chuyện đó thấy không, phát hiện cá lên người ta đi bắt cá và thế là tôi đã xông pha ra liền đó mấy bà thấy chưa. Trời đất ơi, tôi thấy người ta bắt tôi ham gần chết luôn rồi. Các bạn chị của tôi bắt heo ba bắt nguyên được con cá lóc rồi mấy bà. Chọn mấy bà mưa chưa, có đi bắt cá lên không? Rồi thôi quay lại với cái chuyên môn đi, sau khi mà đã coi bắt cá lên với chỉ người ta bắt cá lên xong rồi thì quay lại cái chuyên mục là bây giờ review nha mọi người. Cái thốt nốt á mọi người, sau khi mà rim xong á nó dẻo ơi là dẻo luôn, và cái nước thốt nốt nó ra nó thơm. Nói chung là mình thấy ăn hơi bị ghiền, hơi bị cuốn á, mấy bạn thử xem như thế nào nha. Hi hi, chào tạm biệt cả nhà đây nha. Đừng quên nhấn theo dõi để xem tiếp những video tiếp theo của mình nè. Bye bye, hẹn gặp lại cả nhà vào ngày mai nha. Bye bye.